Hello, xin chào mọi người đã đến với cái channel ngày hôm nay. Hôm nay em lại đem đến cho mọi người và cái dòng sản phẩm dầu gội đầu Clear. Đây là một cái dòng sản phẩm, một nhãn hàng rất là quen thuộc, thực sự là cái thị trường về cái dòng sản phẩm Clear này á, theo như em được biết là em biết rất là nhỏ nên cái dòng sản phẩm và thương hiệu Clear này đã theo em gắn bó là cũng gần là 30 năm nha mọi người. Đó, cái hãng Clear này nè gắn bó với em gần 30 năm. Em không biết là nó ra đời từ lúc nào, nhưng mà cái hãng Clear này á là hầu như là em sử dụng hơi bị nhiều nha mọi người. Dầu gội đầu gia đình của em đó, từ kể cả người lớn chị em đều có thể sử dụng em Clear này. Và hôm nay có một điều rất là đặc biệt, đó là về thêm cái mùi Clear. Và hôm nay em sẵn đây á, em sẽ giới thiệu cho mọi người về những cái mùi dầu gội Clear nó có những cái mùi nào và chi tiết cụ thể hơn là như thế nào. Hãy cùng em khám phá theo dõi nhé. Đây, Clear này là dành cho nam giới, có màu xanh. Chỉ riêng và cái em này là có màu xanh là dành cho nam giới. Nhưng mà theo em biết á, là dầu gội đầu thì nam giới cũng sử dụng được và nữ giới cũng sử dụng được, không sao hết. Ai thích cái mùi nào hốt ngay mùi đó. Hiện tại bên em đang có 4 mùi cỡ của là Clear nè. Đó, đó như thế này nè mọi người. Màu nào cũng đẹp hết. Màu này là được chiết xuất từ hoa anh đào. Đó, rất là thơm, mùi thơm rất là sang. Nếu những chị em nào thích cái mùi hơi kiểu như là châu Âu một tí thì mọi người có thể là sử dụng em này. Hoặc là mấy chị có thể là sử dụng cái em Clear màu tím này, bổ sung những là collagen và giúp mượt tóc nè. Đây là màu tím. Và cái em này cảm giác the mát trên da đầu, giúp ta sảng khoái hơn. Thì cái em Mentoid Icon này nha. Và đặc biệt hơn nữa, đây là một cái em dành cho nam giới. Khi mà chúng ta vận động về những cái các môn thể thao hoặc là làm việc ngoài trời nặng nhọc ấy, mọi người sử dụng cảm giác cực mạnh này nha. Cái này là Clear cực mạnh. Nhưng mà theo em á, thì cái mùi nào cũng có thể là nam sử dụng và nữ sử dụng, nên không phân biệt. Chủ yếu chúng ta thích cái phong cách nó như thế nào, cũng như là thích cái mùi hương, thích cái sự sảng khoái nó như thế nào, mà chúng ta sẽ lựa chọn những dòng sản phẩm dầu gội đầu Clear nha. Và cái hãng Clear này á, đây là một cái hãng rất là nổi tiếng, cũng như là khi mà chúng ta sử dụng sẽ có một cái mái tóc cực kỳ suôn mềm mượt, giúp tóc chúng ta kích thích lại kiểu như tái sinh, phục hồi tốt hơn. Và đặc biệt hơn nữa, nó sẽ giúp cho tóc của chúng ta bóng mượt, sạch gầu nha. Thì đây là cái dòng sản phẩm Clear mà em muốn đem đến ngày hôm nay. Đối với những chị em nào muốn mua dầu gội Clear, liên hệ cho em qua số điện thoại là 0356605677 hoặc là 0355838057 hoặc là 0773339279, luôn luôn phục vụ nhu cầu làm đẹp cũng như là bán những dòng sản phẩm thực sự chất lượng chính hãng, đem đến với người tiêu dùng những cái chất lượng hoàn hảo và tốt nhất có thể. Hãy liên hệ cho em, và Facebook của em là Facebook Trần Thị Alice, chuyên sĩ mỹ phẩm, chuyên cung cấp mỹ phẩm chính hãng trong vòng 10 năm, đã tạo được sự uy tín trên thị trường làm đẹp. Rất là nhiều anh chị em đã tìm đến em để kiếm thêm nguồn thu nhập, lấy sỉ bên em về bán lại, phân phối sỉ lại cho những khách khác, hoặc là mình mua về mình sử dụng đúng chất lượng, đúng giá tiền mình cần tiêu dùng. Và đặc biệt là luôn luôn là hỗ trợ giúp đỡ cho mọi người, sẽ giúp cho mọi người có những cái tư vấn về những cái dòng sản phẩm phù hợp với da của mình. Nếu những anh chị em nào đang gặp phải những vấn đề về da mặt, về tóc, về hôi nách, về làn da, về tất cả những cái gì đó mà chúng ta cần muốn làm đẹp hoặc là cải thiện về vòng ngực nè, vòng eo, và liên hệ cho em sớm nhất nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã đón xem rất là nhiều cái channel của em, và luôn luôn đánh giá những cái sản phẩm chất lượng tại công ty bên em. Mọi người ơi, liên hệ cho em, đừng chần chờ gì nữa. Nếu chúng ta đã quyết định thích những cái dòng sản phẩm bên em thì liên hệ để bên em được tư vấn và chọn lựa tốt hơn nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye mọi người. Chúc mọi người có một ngày vui vẻ, bình yên và luôn luôn hạnh phúc. Bye bye.